5. Trường giả giải thoát, phó thác thứ 5, phương tiện cụ túc trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử suy ngẫm môn vô ngại giải Đà La Ni quang minh trang nghiêm của các Bồ Tát, thâm nhập biển môn lời nói của các Bồ Tát, nghĩ nhớ môn phương tiện vi tế của các Bồ Tát, biết tất cả chúng sinh, quán sát môn tâm thanh tịnh của các Bồ Tát, thành tựu môn căn lành quang minh của các Bồ Tát, tịnh trị môn giáo hóa chúng sinh của các Bồ Tát, minh bạch môn nhiếp chúng sinh trí của các Bồ Tát, kiên cố môn trí nguyện ưa thích rộng lớn của các Bồ Tát, trụ trì môn trí nguyện ưa thích thù thắng của các Bồ Tát, tịnh trị môn đủ thứ tin hiểu của các Bồ Tát, suy ngẫm môn vô lượng thiện tâm của các Bồ Tát, thệ nguyện kiên cố, tâm không nhàm mỏi, dùng các áo giáp mà tự trang nghiêm, thâm tâm tinh tấn, không thể thối chuyển. Đầy đủ niềm tin bất hoại, tâm kiên cố như kim cang và na la diên, không gì phá hoại được, giữ gìn lời dạy của tất cả thiện tri thức nơi các cảnh giới, đắc được trí bất hoại, phổ môn thanh tịnh, chỗ làm đều không ngại, trí quang viên mãn chiếu khắp tất cả, đầy đủ các địa tổng trì quang minh, biết rõ pháp giới đủ thứ khác biệt, không nương không trụ, bình đẳng không hai, tự tánh thanh tịnh mà trang nghiêm khắp. Đối với các chỗ làm đều được rốt ráo, trí huệ thanh tịnh, lìa các chấp trước, biết pháp mười phương khác biệt, trí không chướng ngại, đến nơi mười phương khác biệt, thân không mỏi lười. Đối với nghiệp mười phương khác biệt đều thấu rõ được, đối với chư Phật mười phương khác biệt đều hiện thấy hết, đối với thời gian mười phương khác biệt đều thâm nhập được, diệu pháp thanh tịnh đầy rẫy trong tâm. Phổ trí tam muội chiếu sáng tâm ý, tâm luôn vào khắp cảnh giới bình đẳng, được trí huệ Như Lai chiếu đến, dòng nhất thiết trí liên tục không dứt, hoặc thân hoặc tâm không lìa Phật Pháp, được tất cả thần lực chư Phật gia trì, được quang minh tất cả Như Lai chiếu đến, thành tựu đại nguyện. Nguyện thân khắp cùng tất cả lưới cõi, tất cả pháp giới vào khắp thân mình. Dần dần đi du hành khoảng 12 năm thì đến thành Trụ Lâm, thiện tài đi các nơi tìm kiếm trưởng giả giải thoát, khi thấy được rồi bèn đảnh lễ năm thẻ sát đất, đứng dậy chắp tay bạch Đức Thánh rằng: Này con gặp được thiện tri thức là con đắc được lợi lành rộng lớn. Tại sao? Vì bậc thiện tri thức khó thấy được, khó nghe được, khó xuất hiện, khó được phụng sự, khó gần gũi được, khó được tiếp rước, khó gặp gỡ được, khó ở chung được, khó khiến vui mừng được, khó theo đuổi được. Nay con được gặp là được lợi lành. Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vì muốn phụng thờ tất cả chư Phật, vì muốn gặp tất cả chư Phật, vì muốn thấy tất cả chư Phật, vì muốn quán sát tất cả chư Phật, vì muốn biết tất cả chư Phật, vì muốn chứng bình đẳng của tất cả chư Phật.